Trade Coin Asia, tôi là Thông, một thành viên trong nhóm Trade Coin Asia. Ngày hôm nay tôi chỉ cho các anh chị năm cái website mà một cái người trade và hold ở trong thị trường cryptocurrency này anh chị không thể bỏ qua. Tuy nhiên thì trước khi tôi giới thiệu năm cái hệ thống web này mà tôi thường xuyên truy cập và dùng nó trong công việc đầu tư và trade và hold, thì tôi muốn nói với các anh chị một chút xíu là hiện nay thì cái lợi nhuận mà trong vòng 14 ngày vừa qua của tôi ở trên thị trường như thế nào, thì tôi muốn chia sẻ một chút xíu cho các bạn nhé. Ok. Trong 14 ngày vừa qua thì cái group của chúng tôi là tập hợp những cái người trader và holder ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong vòng 14 ngày vừa qua thì tổng kết lợi nhuận của Tradecoin Asia thì con cake là đạt lợi nhuận lớn nhất của chúng tôi. Cake 67%, Alpha 67 cũng tương tự 67, Dot 53, ADA là 48, Shuffle là 42, CHR là 34, OGN là 33, Chili là 27 và Lit 22, Matic 22. TLM là Island Quốc là 19 và Anfi là 14. Đây là tổng kết những 15 ngày vừa rồi của cái thị trường crypto. Còn từ ngày 15 đến ngày 30 tôi sẽ ra một cái clip tổng kết tiếp theo một tuần, một tháng thì chúng tôi sẽ tổng kết hai lần để và tổng cái lợi nhuận kiếm được ở trong cái tháng vừa rồi. Đó là nó bao nhiêu ạ? Là nó tầm 427%. Thì nếu như anh chị em mà chưa vào cái group có tên là Tradecoin Asia này này, thì anh chị search cái chữ Tradecoin Asia, anh chị join vào, thì ở trên này chúng tôi cập nhật cho anh chị những cái phân tích, nhận định, những cái thông tin về thị trường để anh chị có thể nắm bắt và kịp thời nhanh nhất. Ví dụ ngày hôm qua tôi một chuyên gia về đầu tư là trade, thì cô Emily đã phân tích cái đồng C98 là có nên mua hay không, và nếu nếu bây giờ vẫn còn muốn mua thì mua ở giá nào này, rồi những cái cập nhật thông tin mới nhất của thị trường. Cho nên là anh chị em hãy join vào cái group Tradecoin Asia này. Ví dụ Luna X5 thì sắp tới là đồng nào, có nên mua Luna nữa hay không, thì tất cả những cái phân tích nhận định này nó nằm ở trên cái trang Tradecoin Asia, anh chị tham gia vào nhé. Rồi để nói về những cái tổng hợp này á, thì không phải mà tự nhiên mà nó có ra cái này đâu. 447% này, 2 tuần của tháng 8 này. Rồi đây là những cái ok để tôi cho anh chị xem nha. Rồi ví dụ đây là cái đồng lít là 22%. Tôi chụp cho anh chị coi cái giá mua giá bán này. Giá buy là 1.15 và bán 1.37. Phải có giá mua giá bán và khớp lệnh là fill này. Thì vào ngày tháng này thì lịch sử order history này, thì như vậy thì mới có lợi nhuận thực anh chị nhé. Còn những cái ông nào mà nói rằng lợi nhuận đồng đó như vậy nhưng mà không có chụp được cái lịch mua lịch bán, hoặc là không có show được cái tài khoản Binance mua bán thực ạ, thì cũng chưa chắc họ đã vào cái đồng đó và có lợi nhuận đâu. Rồi lợi nhuận 33 một tháng của cái đồng OGN này, giá mua giá bán này, anh chị có thể kiểm là ngày mua ngày bán là tháng 7 này, mua tháng 7 bán tháng 8 này. Đó. Rồi lợi nhuận của đồng TLM này 18,5% này. Đó. Lợi nhuận của đồng khách này 66% này, buy và sell này, mua 20 bán ngày 11 đó. Rồi lợi nhuận 48% của đồng ADA này đó, thấy không? Tiếp tục lợi nhuận 22% đồng LIT này đó, mua 28 bán 14. Lợi nhuận của đồng ANFI này, mua 31 bán mùng 2 này đó. Lợi nhuận của đồng ALPHA này đó, mua mùng 9 bán mùng 7 này, thấy không? Lợi nhuận của đồng Chili này, mua mùng 5 bán mùng 6 này, trong 2 ngày này 27%. Đồng CHR mua mùng 5 bán mùng 6 luôn. Đồng Shuffle 42%, mua 31 bán mùng 1 42%. Đấy. Thì đây là tất cả những cái hình chụp ở trên tài khoản Binance để biết rằng là chúng tôi đã có cái mức lợi nhuận 447%. Hãy nhớ nha, Tradecoin Asia là một cái kênh để hướng dẫn các anh chị biết đầu tư trade và hold, và
tổng kết của 2 tuần đầu tháng 8 của team đó là 4.47% với bao nhiêu trade, bao nhiêu đồng mà 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 đồng. Đó. Thì đó là những cái thông tin. Cho nên anh chị em nào mà chưa vào cái group Telegram TradeCoinAsia thì rất là thiệt thòi nhá. Anh chị hãy join vào đây để chúng tôi cập nhật phân tích cho anh chị những cái thông tin bổ ích. Hãy join vào đây để coi cái thông tin các chuyên gia phân tích nhé. Và bắt đầu chúng tôi lập team để chia sẻ nhiều hơn cho cộng đồng. Và chúng tôi tìm kiếm những cái người mà thực sự muốn tìm một cái nhóm chất lượng để vào, để có thể tìm hiểu thông tin một cách bài bản chính thống, từ từ lên. Và chúng ta học hỏi từ những người mà đang đầu tư thành công, có hàng triệu đô la trong thị trường này các anh chị nhé. Và chúng tôi thì cái group mà không cần phải chạy cái gì ạ, cái hút người vào Telegram, bởi như vậy rất là ảo. Và chúng tôi tìm kiếm những cái người mà thực sự muốn quan tâm về thị trường thôi, để có thể vào để nhận thông tin. Đó, thì đó là cái thông tin mà tôi muốn nói các anh chị. Rồi, đó là tổng kết của TradeCoinAsia trong vòng 2 tuần vừa rồi nhé. Còn bây giờ là gì ạ, đây là 5 cái website mà anh chị phải để ý khi mà anh chị tham gia thị trường này. Đó là anh chị hãy subscribe cái kênh YouTube TradeCoinAsia này. Đây là kênh đầu tiên tôi hướng dẫn các anh chị, đó là nơi đây để tập hợp các chuyên gia mà chúng tôi liên kết được để phát triển cái cộng đồng TradeCoinAsia này. Họ là những người trade, hoặc là hold, hoặc là tham gia farm, hoặc là stake, hoặc là tham gia về IEO, tham gia về IDO, hoặc là tham gia về lĩnh vực DeFi, NFT, gaming, GameFi, rất nhiều lĩnh vực khác nhau, và họ có thể nói chuyện ở trên này. Thì như vậy thì để thì sao ạ? Thì như vậy thì anh chị em có thể là tập hợp và cập nhật cái thông tin nóng hổi ở trên cái TradeCoinAsia này nhé. Đó. Anh chị em bấm subscribe cái kênh TradeCoinAsia này để cập nhật thông tin. Đó là kênh đầu tiên tôi muốn hỗ trợ các anh chị, đó là anh chị phải có cái kênh này để anh chị cập nhật thông tin mới nhất nhé. Đừng tiếc gì mà không bấm để cho hỗ trợ kênh lên 100.000 sub trong thời gian sắp tới anh chị nhé. Hãy ủng hộ kênh bằng cách là subscribe cái kênh này để anh chị có nhiều cái thông tin bổ ích hơn. Website thứ hai mà anh chị không thể thiếu đó là cái website CoinMarketCap này. Ở trên này thì anh chị có thể coi được cái thống kê về cái volume giao dịch trong 24 giờ vừa qua của cái bên lĩnh vực DeFi, đó là Chainlink, Avalanche, Terra hoặc Mbox, Pancake là top 5 những cái đồng mà volume giao dịch trong vòng 24 giờ vừa qua. Ví dụ chuyển qua NFT này, chuyển qua lĩnh vực NFT này thì anh chị thấy trong 24 cái đồng sen là lớn nhất, sau đó đến Tezos, Mbox, rồi đến AZ đã lọt xuống top 4, rồi Alice, rồi TLM, anh chị thấy không? Cái đồng WAP này là đồng lên lên Binance này thì cũng tăng rất mạnh này, anh chị thấy không? Tăng trong 7 ngày vừa qua là 122% là đồng WAP này, rất là mạnh anh chị nhé, và khá là tuyệt vời cho cái đồng WAP này. Rồi, đây là anh chị có thể coi các lĩnh vực khác, ví dụ lĩnh vực Play to Earn. Thì anh chị thấy acid trong Play to Earn thì acid vẫn đang chiếm ok, đồng sen đang xếp top đầu, Mbox và acid đã nhường hai vị thế quán quân và á quân cho hai cái đồng mới này. Đó. Rồi hệ sinh thái Polkadot. Thì cái volume giao dịch lớn nhất trong 24 giờ vừa qua vẫn tiếp tục đó là Dot, và sau đó là Link, Kusama, ORT và An. Đó. Trong hệ sinh thái BSC thì anh chị em thấy đó là trong BSC này thì cái Ethereum hiện nay á, thì không biết tại sao CoinMarketCap lại xếp Ethereum vào hệ sinh thái BSC này. Thì cũng có thể là Ethereum của cái BSC này là Ethereum ở dạng MEP20 mà phát triển trên Binance Smart Chain á, cho nên vẫn được xếp vào cái BSC này. Thì trong cái BSC này cái volume giao dịch lớn nhất là vẫn là đồng Tether. Tether vẫn có cái MEP20 các anh chị nha. Rồi Ethereum, rồi Cardano, rồi Binance USD, Ripple, rồi Binance Coin. Đó, anh chị thấy không? Trong cái sinh thái Solana thì cái volume giao dịch lớn nhất trong 24 giờ vừa qua vẫn là Tether. Tức là Tether vẫn đang lượng tiền ở trên Solana rất là lớn. Sau đó là Solana, Chainlink, Terra và The Wrap, Serum và Radium, Audio. Đây là những cái đồng mà volume giao dịch trong 24 giờ vừa qua của hệ sinh thái Solana. Hệ Heco này cũng đang chứng kiến cái sự phát triển mạnh mẽ của nó này. Đó. Thì hệ Heco này thì volume giao dịch trong 24 giờ vừa qua đó là sàn MDEX, sàn của hệ sinh thái
DeFi á, trong cái DeFi ecosystem á, thì chị có thể quả, coi được tất cả là bao nhiêu trend hiện nay này. Một trend là Ethereum, hai là BSC, ba là XDAI, bốn là Polygon, Phantom, OKX Chain, Hinko và Avalanche. Và trong cái trend này thì có đó là tài nào, cái kiểu nào. Thì đầu tiên là cái kiểu tổng hợp về 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 trong yield farming này. Rồi aggregator này, rồi DEX này, sàn tổng hợp DEX này, sàn DEX này, sàn AMM này, Systematic Asset Auction này, Asset Management Lending này, NFT. Ví dụ anh chị muốn kiểm tra cái hệ Polygon, sau đó anh chị muốn kiểm tra là sàn DEX tổng hợp thì ở đây có Wanting, thì anh chị sẽ coi Wanting hoặc là XSwap. Đó, đó là sàn trong hệ hệ này, hệ trên Polygon nhưng mà thuộc tay là gì ạ? Tổng hợp DEX, sàn tổng hợp thanh khoản DEX. Rồi ví dụ ở trong cái anh trong cái Avalanche này thì xem thử Avalanche thì hiện nay chứng kiến hai đồng vừa rồi rất nổi, đó là Benqui, đó là sàn lending, và Pangolin là sàn DEX AMM tổng hợp đó. Rồi đó, đây là toàn bộ sinh thái về Avalanche trong thời gian vừa rồi cũng cùng rất là mạnh anh chị nhé. Rồi trong Hinko anh chị xem thì MDEX là vẫn là một trong những cái mà có lượng người mà lượng user giao dịch nhiều nhất trên MDEX, cũng như là cái GVL là gì ạ? GVL là Gross Value Locked, một cái thuật ngữ mà nó rất mới, thay vì anh chị hiểu đó là Total Value Locked thì bây giờ là Gross là tổng anh chị, tức là vừa lock tất cả những đồng vừa là cái đồng tiền nền tảng của cái hệ hệ DEX đó cộng với tất cả những cái đồng khác thì nó là Gross là tổng luôn các anh chị nha, tổng luôn chứ không phải chính tính riêng là các đồng coin khác. Hiện nay thì MDEX là cái sàn DEX mạnh nhất của hệ Hinko là của Huobi. Còn cái hệ OKX Chain thì hiện nay thì cái BCH là cái sàn DEX mạnh nhất của cái OKX Chain và Cherry Swap này. Đó. Nếu có Cherry Swap là cái lượng user deposit mạnh nhất, sau đó đến K-Swap và BCH. Rồi trong hệ Phantom thì anh chị em thấy là hệ Phantom đó, thì đâu sàn Curve và Maxi, đây là những cream, đây là những cái gì ạ? Cái kiểu mà có lượng user giao dịch nhiều nhất trên hệ Phantom. Tương tự như Polygon thì mạnh nhất vẫn là cái để anh chị xem này. Đó, cái Aave vẫn là cái sàn mà mạnh nhất trên hệ Polygon với Lending, sau đó là QuickSwap là sàn DEX ở trên Polygon, sau đó SushiSwap. Đó. XDAI thì Hobby Swap là mạnh nhất. BSC mạnh nhất là Pancake và Venus, rồi Pancake các chị nha. MDEX ở trên BSC là vẫn có lượng giao dịch tốt. Và Ethereum thì là anh chị em thấy đó là cái Ethereum thì cái sàn DEX mạnh nhất vẫn là sàn cơ và sàn gì ạ? Sàn Uniswap, SushiSwap, đó, đây là rồi Synthetic hoặc là Liquity, Banco. Đó. Thì anh chị em có thể xem được cái on-chain và on-chain ở trên cái DeFi này. Tương tự thì anh chị có thể xem được là cái tổng cái gross value block là hiện nay toàn bộ thị trường DeFi là 110 tỷ anh chị ạ. Và thực sự giá trị tài sản nó là 81 tỷ thôi, nhưng mà cái gross value block là 110 tỷ. Đó, và ở đây mạnh nhất xếp hạng cái sàn đó là Maker trong trên Ethereum vẫn là cái sàn có lượng block lớn nhất, sau đó đến Pancake của BSC, sau đến Aave V2 và rồi đến Curve, đến Compound. Tính ra Uniswap nổi tiếng vậy mà cũng chỉ là lốc có 5,6 tỷ thôi. Sushi nổi tiếng vậy mà lốc có 5,1 tỷ thôi. Pancake là
những cái đồng mà ở dạng gọi là trung chuyển trên một cái chain nào đó, để anh chị có thể tương tác với cái smart contract trên cái nền tảng đó, thì nó luôn được có một cái đồng gọi là pet token hay là grab token ạ. Rồi hệ Oracle này, anh chị em sẽ thấy này, Chainlink đang mạnh nhất trong cái hệ Oracle này, rồi Uniswap Maker này, thì anh chị có thể coi được ở trên Dbank này. Đây là cái trang web thứ tư mà tôi giới thiệu với các anh chị. Và một cái trang web nữa đó là trang web Coin.net này, thì anh chị chưa có tài khoản Coin.net này thì anh chị đăng ký một cái tài khoản đó. Anh chị đăng ký một cái tài khoản vào đây và cái này để làm gì? Cái này là một cái nơi để anh chị có thể tổng hợp tất cả các lệnh giao dịch của mình ở tất cả các sàn, ở tất cả các ví về đây, để nó quản trị cái tài sản của mình, sau đó đưa ra những cái lời khuyên đầu tư ở tư về buy hoặc sell và biết được giá trung bình khi nào buy khi nào sell, bởi vì với những cái chuyên sâu về phân tích là gọi là deep deep analytics, tức là phân tích chuyên sâu của CoinGain sẽ đưa cho mình những khuyến nghị về đầu tư. Cho nên là anh chị em mà chưa có tài khoản hãy mở bằng cách đó là CoinGain.net sẽ register nha. Còn nếu như anh chị mà có tài khoản rồi thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Đăng nhập nó vào để có thể quản lý được cái danh mục đầu tư của mình. Tôi cho anh chị xem hiện nay cái CoinGain này á, thì cái tên miền họ vừa đổi, trước đây của họ là DeFi Copy. Và nó phát triển được hơn 2 năm nay, còn bây giờ thì nó bắt đầu chuyển qua một cái website mới để mà bao trùm lên tất cả các sản phẩm dịch vụ của họ, cho nên anh chị có thể xem. Rồi ở đây nó có rất nhiều những sản phẩm như copy future, copy trading, portfolio hay là alert trading hoặc là bot, thì anh chị vào cái chỗ này này gọi là crypto portfolio tracker, thì ở đây nó tổng anh chị em có thể thêm những cái ví, cái sàn mà anh chị đang giao dịch mà không biết được là trên đó có bao nhiêu tài sản, tổng hợp bao nhiêu và giá bao nhiêu, thì anh chị có thể tạo một cái gì ạ, portfolio ở đây, thì nó sẽ tổng kết cho các anh chị và nó sẽ tính giá cho các anh chị là cái ví dụ đây, cái giá trung bình của đồng BNB của tôi là 321 và hiện nay giá của nó là 484, thì tôi biết được là tôi đang lời là hơn 50%. À, thấy không? Và hơn 50% đó, và lời 31.000. Tiếp theo là Matic, tôi giá trung bình là 1.33, thì bây giờ là 1.42, thì tôi đang lời là 7% đó. Thì tương tự như vậy, nó thống kê cho và nó tổng hợp cái đồng này ở rất nhiều sàn và ở rất nhiều ví, nó đưa lên và nó tính toán cho chúng ta được cái lực ở mao và giá trung bình, cái giá hiện tại và cái 24 giờ vừa qua chênh lệch bao nhiêu và P&L on time là giao dịch bao nhiêu, và chúng ta có thể coi được cái biểu đồ chart, cái thống kê về mặt gọi là gì, allocation, cái lượng nào đang chiếm nhiều nhất trong danh mục của mình và cái mức độ tăng trưởng như thế nào trong vòng một tháng. Anh chị có thể coi cái day rank này ở một tháng, một tuần, một năm hoặc là on time để anh chị có thể coi. Và cái nữa là anh chị có thể biết được là ở trong đó có rất nhiều cái gì ạ, rất nhiều cái giao dịch, rất nhiều cái transaction ở trong đó để anh chị có thể là kiểm tra. Cho nên bây giờ ở trong cái tracker này rất là hay, là chúng ta có thể là thống kê được cái mức độ về giá trung bình, cái phân bổ tài khoản của mình và cái giao dịch, anh chị có thể xem nha, và làm cho chúng ta có cái hữu ích trong việc quản trị cái danh mục đầu tư của mình, để anh chị có thể đầu tư thành công, có thể trade và hold biết lúc nào thành công, và chúng ta có thể là gì ạ, chúng ta có thể tạo được một cái portfolio. Ví dụ đây là tài khoản Binance, ví dụ anh chị bấm Binance 123 gì đó, rồi anh chị biết lấy IBI key của Binance rồi đúng không, rồi cái này secret của Binance đúng không, sau đó anh chị submit, thì khi anh chị đăng ký một tài khoản Binance thế này thì nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị, tạm thời thì cái này đã hỗ trợ ở trên Binance, sắp tới nó mở rộng trên tất cả các sàn, thì anh chị có thể như sàn Gay, sàn Huobi, sàn Oket, rồi các loại ví khác nhau, thì anh chị có thể là này. Một số anh chị hỏi tôi có rủi ro hay không thì câu trả lời là không, bởi vì anh chị chỉ móc thông tin thôi, ở dạng gọi là đọc chỉ only reading thôi, chứ không cho phép việc giao dịch gì cả hay rút tiền, nên là cái API của anh chị hoàn toàn an toàn. Anh chị có thể delete cái portfolio này hoặc anh chị có thể thêm một cái đồng coin nào đó, ví dụ là thêm đồng Phantom vào cái danh mục đầu tư của mình đó. Anh chị có thể thêm thủ công như thế này, hoặc là cách
hay mua, và hiện nay có lời hay không, và thay đổi trong 24 giờ vừa qua hay một tuần, một tháng qua như thế nào, để anh chị có biết cách là khi nào nên thoát, khi nào nên thoát ra, khi nào nên vào, đúng không ạ? Rồi, bắt đầu website thứ tư. Website thứ năm là đây, DeFi Llama. DeFi Llama nó cho chúng ta biết được cái total value lock của toàn bộ thị trường là 146 tỷ. Số liệu 146 tỷ có vẻ khác với hơn ở trên cái road value lock này. Hiện nay trên cái road value lock này nó chỉ thống kê có 110 tỷ được lock thôi. Còn ở trên này để là thống kê là 146. Có thể là trên DeFi Bank này nó đang thống kê thiếu. À, còn DeFi Llama này thống kê là 146 tỷ. Ở trên này nó thống kê các cả các hệ. Ví dụ trong hệ Ethereum thì cái giao thức nào đang mạnh nhất thì cái lượng mà total value lock ấy, ở trên cái hệ Ethereum này thì hiện nay đó là Instadiap đang đang lock khá là lớn ở trên cái hệ Ethereum. Hệ Binance thì cái Pancake đang số 1 và Binance số 2. Hệ Avalanche thì Banqui đang số 1. Tiếp theo là dạ, Polygon. Hệ Solana thì Radium và Shaper đang rồi Serum đang chiếm top 3. Đang cái top mạnh nhất. Rồi hệ Polygon thì Aave và Quickswap và Sushi đang mạnh. Hệ Terra thì Anchor và Lido đang mạnh nhất. Tiếp theo anh chị có thể có những cái hệ khác mà anh chị muốn xem là cái hệ anh chị nó chia ra này. Đầu tiên là chia hệ ra. Hệ nào, hệ Ethereum, hệ sinh thái đó các bạn. Sau đó đến giao thức nào, giao thức là cái giao thức gọi là cái thuật toán của một cái giao thức nào đó, ví dụ giao thức của Aave này, giao thức của Curve này, giao thức của Instadiap này, giao thức của Compound này, giao thức của MakerDAO này, giao thức của Pancake, giao thức của Lido, giao thức của Sushi này. Rồi cái chain có nghĩa là chain là gì ạ? Chain là cái hệ sinh thái nào này. Đó, ví dụ đây là total value lock của hệ sinh thái Ethereum đang mạnh nhất là 107 tỷ được lock này. Tiếp theo là Binance, rồi tiếp theo là hệ Terra, tiếp theo là hệ Polygon, tiếp theo là hệ Solana. Đó. Rồi, đây là Dex. Là sàn Dex nào đang được lock nhiều nhất này. Cái sàn cơ này anh chị em thấy là nó rất là được total value lock của sàn này rất là lớn, nó lớn hơn cả Pancake này các bạn. Đó. Rồi tài sản nào được lock nhiều nhất? Đó, tài sản nào được lock nhiều nhất đó là vẫn chính là gì ạ? Wrapped BTC được lock là 9 tỷ, sau đó là Huobi BTC lock là 1,188 tỷ, Miro và đó, đây là những cái tài sản được lock nhiều nhất. Tiếp theo là bên Lending thì Aave và Compound và Venus là top 3, những cái sàn mà Lending Total Value Lock mạnh nhất. Bên Gel cũng vậy, Insurance, rồi Option anh chị có thể coi thêm nhé. Thì đây là website thứ tư mà DeFi Llama anh chị có thể coi được tổng hợp ở trên này. Thì một lần nữa là tôi đã giới thiệu các anh chị năm website không thể thiếu được của cái người chơi hệ DeFi cộng với cái người hold dài hạn và day trading và swing trading hàng ngày. Tôi nhắc lại, một là DeFi Llama, hai là Coinmarketcap cái không thể thiếu, ba là dbank.com, bốn là cái gì ạ, cái trang YouTube của Tradecoin Azure này, hay subscribe để đón nhận nhiều kênh thông tin nhất nhé. Rồi tiếp nữa đó là coingen.net để anh chị có thể quản lý được cái giá trung bình, những cái deep analytics phân tích chuyên sâu và cái danh mục đầu tư của mình ở rất nhiều cái nơi khác nhau, từ sàn từ ví để quản trị nó ở trên thế này đó, để anh chị có thể, và sắp tới thì cái coingen này cho anh chị swap ở trong cái sàn này để anh chị có thể là không phải chuyển kênh mà anh chị có thể swap bất kỳ chân nào và hệ nào ở trên cái hệ thống này luôn. Thì như vậy là giúp cho anh chị có thể quản lý và swap hệ thống ở trên đó anh chị nha. Anh chị có thể hoán đổi tất cả những swap là hoán đổi từ đồng coin này qua đồng coin kia, hoặc đồng coin hệ này qua đồng coin hệ kia thông qua những cái blockchain chain hoặc là cái bridge chain bắt cầu, anh chị nhớ nha. Rồi ngày hôm nay tôi tổng hợp các chị năm có sao mà một người đầu tư thành công cần phải có, và tổng hợp lại cái gì ạ, cái tổng lợi nhuận Tradecoin Azure trong 2 tuần vừa qua là 447%, và đây là cái website anh chị không thể thiếu, đó là cái Telegram group để anh chị thảo luận trong này những cái phân tích chuyên sâu, những cái nhận định ở trong này anh chị nhé. Một lần nữa tôi là Thông đến từ Tradecoin Azure, anh chị hãy đón nhận thông tin ở trên website Tradecoin Azure cũng như là YouTube Tradecoin Azure. Vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần sẽ có video clip mới cộng với Telegram, thì anh chị muốn thảo luận thì hãy vào trong này. Ví dụ như anh chị muốn thảo luận một cái gì đó, ví dụ thảo luận C98 này, anh chị có thể vào group Tradecoin Azure, sau đó anh chị thảo luận đó.
coi.